Người ta đã chế biến. Để thông cái bao tải. Với lại từ vì là cái bao tay nó bị gằn rách rồi thì ok, nhưng mà chờ hơi lâu, chờ được không? Nhiều mụn không? À, bé mới gọi nãy à. Ai 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 bà phát nhỉ? Thằng Văn Sưởng đang chết em. Chết xong rồi thôi. Chuyện của anh chết rồi. Người ta đang bị sốt xuất huyết là anh chết ta trước rồi. Chuyện của ta đang mở hàng đấy. Đi cho ai mót lại. À, cái này đã hết rồi. Nhìn nhiều nhưng mà kiểu cũng không mấy mụn bụng nó ở bên vòng bên khác à. Lương con Hằng hắn ít lắm tụi bay này nhá, lương hắn rất là ít. Chứ ấy là lương hắn ít hơn tụi bay nên tụi bay đừng nghĩ lương hắn như tụi bay, cái là thành ra là lậu.
Thằng đặt cái quỹ là quỹ gì thằng? Đời thiện. Thì tích mỗi người tích 10% rồi vậy thì đặt cái quỹ cho quỹ chơi. Giúp đỡ thằng. Quỹ là giúp đỡ hồ nghèo, hồ cận nghèo vượt qua khó khăn. Nghèo ghê, nghèo mở miền đang cả hà. Hồ đó nghiêng nửa hông, tôi cũng nghiêng nửa hông ấy nha. Không có nửa hông mà bắt cả hông chứ mẹ. Đại gia ngầm là niền răng đó. Người đâu trong đây chưa có ai làm răng sứ này. Do ông bị hắn hỏng quá kìa, cái họ đánh rụng răng, phải làm răng mới. Chính chị nên có cốc nữa. Ừ, để im cái gì. Nếu mà chị cãi với ông Bi hồi trước á, chị đổ với ông Bi nữa mới ghê chứ. Mà ông Bi ông nói đi chứ, thâu bà này bà chắc chắn kiểu này là thâu không đổ, không đổ nữa để cho ông khỏi bị thua kìa. Ông sợ thua ông đổ lòng mồm thua ông kìa, thâu bỏ đi không đổ nữa. Cái... À, tại đó chị đổ nó thì thắng rồi thắng đi chị. Thì làm cực quá gì mà thắng lương luôn đó anh. Cứ đi này. Mà ta giỡn, mới đầu là ta kìa. Thắng lương này. Ta nghĩ lại, ủa? Thắng lương á, thì ví dụ như là hắn thua là hắn mất thắng lương. Còn mình thua á, là mình cũng, ủa mình cũng mất cho hắn thắng lương. Ngu, à, không được rồi. Này khúc này không được rồi, phải suy nghĩ lại. Mỗi lúc nó có video quay lại hết mà, đang quay mụn mà. Phun nước thôi, anh Huệ không biết. Ý là chị á, là chị lần mua chị còn đúng thứ bảy chủ nhật á, là thay mỗi lần trúng chủ nhật á, chị ngồi á là thái phun lửa. Còn chị đi là mua trúng thứ bảy cũng đúng thái nước. À, chị bị như rứa, chị ngồi tại chỗ luôn á nghe. Là hắn cũng như rứa. Nên là chị mới đổ chứ, còn bình thường chị không biết lấy chi gì đổ. Nó trùng hợp đến mức độ như thế phải chục lần á. Mà do vô lý là cái đợt cách đây 4-5 giây á, chị ngồi là ngồi từ màn đầu đến màn cuối mà đang lạ ta. Nói chung gian Đà Nẵng mà vẫn bị vẫn nếu mà ông Bi mà không biết kìa, nhiều người không biết luôn. Hello. Hết rồi em.
Nếu mà rảnh nặng tiếp cho chị được nè. Chị có phúc vào đúng không? Dạ. Phúc rảnh không?